Kính chào các bạn độc giả của Việt Nam Defensi. Trong các video trước đây, kênh đã có đề cập tới những nguyên nhân khiến quân đội Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức trang bị cực kỳ hiện đại nhưng vẫn thảm bại vào năm 1975. Bên cạnh đó là những bình luận của các bên về sức mạnh cũng như những yếu kém của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, liệu chúng ta có tự hỏi rằng quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, bình luận, nhận xét gì về quân Việt Nam Cộng Hòa hay không? Ngày hôm nay, kênh sẽ gửi tới các bạn một tài liệu chính thống được tiết lộ vào năm 2002, ghi nhận những đặc điểm, nhận xét về sức mạnh của quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong tài liệu đặc biệt này, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân sử dụng nhiều cách gọi như Việt Nam Cộng Hòa, Quân đội Sài Gòn, Chế độ Sài Gòn, Chính quyền Sài Gòn. Do đó, chúng tôi lưu ý trước là chúng tôi sẽ giữ nguyên cách gọi này trong bài viết ngày hôm nay. Theo các chuyên gia của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiền thân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng người Việt phục vụ trong quân đội Pháp tại Đông Dương từ trước năm 1945. Đội quân này ban đầu có tên là lực lượng phụ thuộc, chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ cho binh lính Pháp do sĩ quan Pháp chỉ huy. Ngày 8 tháng 12 năm 1950, cái gọi là quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng Bùi Nhìn được phép của Pháp ra quyết định thành lập quân đội quốc gia Việt Nam. Quân số đạo quân này bắt đầu tăng nhanh từ 65.000 người từ tháng 1 năm 1951 lên 128.000 người tháng 12 năm 1951. Tính đến năm 1954, quân đội quốc gia Việt Nam đã có tới 145 tiểu đoàn. Năm 1955, sau khi phế truất quốc trưởng Bảo Đại, Ngô Đình Diệm được người Mỹ hậu thuẫn tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa và quân đội quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tính đến tháng 9 năm 1959, quân đội Sài Gòn tổ chức thành 7 sư đoàn và 3 bộ chỉ huy quân đoàn. Mỗi sư đoàn có 3 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn công binh. Đến thời điểm này, ngoài các sư đoàn bộ binh, quân đội Sài Gòn còn tổ chức được 5 tiểu đoàn dù, 5 trung đoàn thiết giáp. Với một cái nền không vững, trưởng thành trong sự bao bọc của người Pháp, không thực sự tham gia chiến đấu, dĩ nhiên quân đội Sài Gòn có nhiều vấn đề, kể cả khi đã sang tay quan thầy Mỹ. Về vấn đề đào tạo đội ngũ sĩ quan chỉ huy, phần lớn các sĩ quan quân đội Sài Gòn được gửi đi đào tạo và huấn luyện tại Mỹ. Năm 1954 có 726 người, năm 1960 có 1.375 người. Họ có những điểm yếu là chỉ huy các cuộc hành quân có sự phối hợp của không quân, pháo binh, trực thăng rất kém. Sợ hành quân đêm và phản ứng chậm chạp khi phải đối phó với các hoạt động của quân giải phóng. Ngoài ra, tình trạng đào ngũ vẫn là vấn nạn lớn đối với quân đội Sài Gòn. Trong năm 1964 có 73.000 lính đào ngũ, vắng từ 6 ngày trở lên. Năm 1965 có 113.000 người và năm 1966 tăng hơn số trên. Trong quý 1 năm 1966, riêng sư đoàn bộ binh số 5 đã có tới 2.510 người đào ngũ, mặc dù đã giảm mức độ trừng phạt gồm lao động khổ sai ở mặt trận trong 5 năm. Để khắc phục tình trạng trên, người Mỹ đã tăng lương, tăng phép, tăng đề bạt và bảo đảm hậu cần. Người ta bố trí các sư đoàn Mỹ kèm cặp các sư đoàn của quân đội Sài Gòn như kiểu mẹ ngồi trông con học hành. Nên sang năm 1967, quân số đào ngũ đã giảm đi 30%, nhưng sang năm 1970 lại tăng lên 123.311 người, đến 126.753 người, nhất là trong các đơn vị chiến đấu. Đội ngũ sĩ quan chỉ huy cũng là một vấn đề nhức nhối. Mặc dù trong quãng thời gian từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 10 năm 1969, số sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa được đề bạt khá nhiều, lên tới 2.563 người, nhưng trên thực tế, con số đó chỉ đạt 62% so với lý thuyết. Đội ngũ sĩ quan cao cấp của họ còn thiếu kinh nghiệm chỉ huy và chiến đấu. Chính phủ Sài Gòn đã huấn luyện đào tạo khá nhiều sĩ quan sơ cấp và hạ sĩ quan cho các lực lượng địa phương và dân vệ. Họ cũng có quá nhiều sĩ quan làm trong các cơ quan mà không bao giờ phải ra chiến trận, nên Bộ Tổng Tham mưu đã có lệnh luân chuyển 2 năm ra đơn vị chiến đấu và sau đó trở về cơ quan nếu họ có nhu cầu. Việc huấn luyện cũng là vấn đề dù được các cường quốc phương Tây hậu thuẫn. Họ rất thiếu những giáo viên có trình độ nên số giáo viên người Mỹ ở đây thường bị quá tải. Ở các trung tâm huấn luyện, cứ 2 sĩ quan Mỹ phải phụ trách 40 giáo trình huấn luyện và chỉnh lại 650 giáo trình do cục nhà trường đưa sang. Do đó, kết quả huấn luyện của quân đội Sài Gòn là chương trình đề ra trong 4 giờ, thực tế chỉ có 2 giờ. Chương trình không được tôn trọng đầy đủ. Các sĩ quan phải nhẫn nhục với chương trình không đồng bộ. Những buổi tập về ban đêm thường bị bãi bỏ. Phần lý thuyết và sử dụng các trang bị rất khó tiếp thu đối với những người lính vốn xuất thân từ nông dân. Các giáo viên và cố vấn Mỹ không hài lòng khi thấy những người chỉ huy quân đội Sài Gòn để đơn vị nghỉ ngơi giữa các đợt chiến đấu, mà đáng lẽ họ phải tranh thủ tiếp tục chương trình huấn luyện và hoàn thiện quân đội mình. Thực ra,
Giai đoạn từ khoảng năm 1960 đến năm 1968, quân đội Sài Gòn dù có chậm chạp hay vô kỷ luật cũng khỏi lo vì nửa triệu quân Mỹ và đồng minh thực hiện phần lớn các chiến dịch quân sự, trực tiếp tiến hành các trận đọ sức quyết liệt nhất với quân giải phóng. Vấn đề là điều này để lại một hậu quả khôn lường, nhất là sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Người Mỹ hiểu rằng rất khó để giành lấy một chiến thắng toàn diện ở Việt Nam. Tại Paris đã bắt đầu diễn ra đàm phán song phương giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Mỹ. Washington đang tìm cách rút khỏi Việt Nam êm thấm. Để làm được điều đó, Mỹ thúc đẩy việc xây dựng cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đẩy nhanh tốc độ để biến đạo quân phụ trợ thành quân chính quy. Cuối cùng thì chế độ Sài Gòn đã có một đội quân với quân số đông nhất lên tới gần 1 triệu người, được hiện đại hóa trang bị một cách nhanh nhất nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ năm 1970, sau khi lục quân Mỹ rút, quân đội Sài Gòn phải tự đảm nhiệm vai trò chỉ huy cuộc chiến đấu của chính mình. Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo cuộc chiến tranh với một bộ tham mưu gồm nhiều sĩ quan không mấy năng lực, một quân đội được Mỹ huấn luyện và sử dụng hỏa lực một cách bừa bãi. Cuối cùng chỉ vài năm, quân đội này đã tan rã. Sau khi thay thế Mỹ, các đơn vị thiện chiến như lính dù, lính thủy đánh bộ đã chiến đấu dũng cảm và được chỉ huy khá, nhưng sau khi không còn yểm trợ hỏa lực của Mỹ thì tinh thần quân đội này suy sụp. Điển hình như trận Lam Sơn 719 tháng 2 năm 1971. Quân đội Sài Gòn mở cuộc hành quân này tiến sang Lào và Campuchia nhằm phá hủy căn cứ hậu cần của quân giải phóng. Quân đội Sài Gòn đã huy động 21.000 binh sĩ, trong khi Mỹ tung thêm 9.000 quân nhằm tái chiếm Khe Sanh và thêm ít nhất một lữ đoàn để nghi binh phía Bắc vĩ tuyến 17. Tuy nhiên, chiến dịch tiến công rầm rộ hóa ra lại là một chuỗi ngày dài kinh hoàng với các binh lính Sài Gòn. Mục tiêu không đạt được còn bị đánh thiệt hại nặng. Ước tính về phía lính Sài Gòn có 338 người chết, 5.200 người bị thương và 750 người mất tích. 115 chiếc xe trên tổng số 200 chiếc đã không từ Lào trở về được, pháo binh hầu như bị bỏ rơi tại chỗ, ảnh hưởng về sự thất bại của cuộc hành quân thật nặng nề. Về mặt tâm lý mà nói, các sư đoàn thiện chiến nhất của Sài Gòn đã bị thất bại dù đã nhận được sự yểm trợ khổng lồ của không quân Mỹ. Không có cố vấn Mỹ đi theo trong các trận đánh ở Campuchia trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm 1970, các trung đoàn quân đội Sài Gòn đã mất 30-40% hiệu quả. Đối với Bộ Tư lệnh Mỹ, Lam Sơn 719 là một cuộc thử sức giữa quân đội Sài Gòn với quân đội Bắc Việt. Sau cuộc chạm trán này, Mỹ đã đặt ra một kế hoạch rút quân, chọn đơn vị rút và định thời gian rút hết quân đội viễn chinh Mỹ. Người ta cho rằng, quân Sài Gòn đã bị đánh bại nhưng vẫn có thể duy trì được cuộc chiến. Tuy nhiên, người ta vẫn nghi ngại về hiệu lực chiến đấu của họ nếu phải một mình đối phó với quân đội nhân dân Việt Nam. Vì trước đây, gần như toàn bộ hiệu lực chiến đấu của quân đội Sài Gòn đều phụ thuộc vào sự yểm trợ của không lực Mỹ. Sự thất bại một nửa trên đã chứng tỏ quân đội Sài Gòn đã không còn đủ sức chiến đấu trên hai hướng tiến công khi thiếu hụt quân số. Ngoài ra, còn có sự chậm trễ trong việc điều hành các chiến dịch, sự thiếu thốn các nguồn tin tình báo và cuối cùng là sự không thích nghi được của quân đội Sài Gòn trong các cuộc hành quân ở địa hình rừng núi. Tướng Đỗ Cao Chí là tướng cuối cùng được Pháp đào tạo đã bị tử nạn. Sau cái chết của tướng Đỗ Cao Chí, việc chỉ huy quân sự của Sài Gòn thuộc về các tướng chính trị. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, tướng Hoàng Xuân Lãm chỉ huy chiến dịch đã điều hành quân dù, lính thủy đánh bộ và sư đoàn bộ binh số 1 theo sở thích của mình. Quân Sài Gòn đã quá quen với kiểu chiến tranh con nhà giàu và không thích ứng được cuộc chiến tranh bằng bộ binh nhanh chóng và mãnh liệt của quân giải phóng. Lúc này, quân Sài Gòn phải chịu đựng và đối phó với các chiến dịch có quy mô lớn và cuộc rút quân của quân Mỹ là tất yếu. Sau Hiệp định Paris năm 1973, quân Sài Gòn tự chiến đấu một mình. Chỉ trong vòng 2 tháng, 27.000 lính Mỹ còn lại ở miền Nam Việt Nam rút lui toàn bộ. Cuộc chiến tranh Việt Nam kể từ thời khắc này gần như kết thúc với Mỹ. Tuy nhiên, nhằm giúp đỡ quân đội Sài Gòn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Nixon vẫn tiến hành một số phi vụ trinh sát miền Bắc, theo dõi các cuộc chuyển quân nếu có. Thậm chí, họ đã tính tới phương án nếu quân giải phóng mở cuộc tấn công lớn thì sẽ huy động 400 máy bay ở Thái Lan đánh phá trở lại. Dẫu vậy, người tính thì chẳng bằng trời tính. Sau sự kiện tháng 6 năm 1974, mọi thứ kết thúc. Uy tín của Nixon bị giảm mạnh sau vụ Watergate. Đồng thời, ông ta lại bị Quốc hội bác bỏ khoản ngân sách chi cho các cuộc ném bom ở Đông Dương, chỉ được phép đến ngày 15 tháng 8, mỗi ngày chi hết 1 triệu đô la. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng đặt viên gạch đầu tiên cho việc đặt dấu chấm hết cho cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 1, quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng Phước Long, một tỉnh cách Sài Gòn chỉ 65 km. Phản ứng của Mỹ chỉ im lặng và tiếp tục gửi thêm viện trợ nhỏ giọt, còn quân đội Sài Gòn thì lúng túng, mở vài cuộc hành quân dùm beng rồi kết thúc. Từ tháng 3 năm 1975, sau khi quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng Buôn Ma Thuột, quân đội Sài Gòn bắt đầu chuỗi ngày chạy và chạy. Tướng tá sĩ quan gì chạy cả, hầu như không có một trận chiến đấu thực sự nào cả,
có chăng chỉ là những ổ đề kháng nho nhỏ. Trận đánh dữ dội nhất giữa hai bên là tại mặt trận Xuân Lộc, giữa các đơn vị của quân giải phóng với sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ trận đánh này, Sài Gòn và Washington tỏ ra vui vẻ hơn chút giữa không khí chán trường bi quan về sự sụp đổ không còn xa. Để khách quan, chúng tôi xin lược trích những bức điện tín khẩn cấp của Đại sứ quán Pháp tại Sài Gòn về Paris trong những ngày cuối cùng của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, hiện đang diễn ra ở Nam Việt Nam một biến động quân sự và chính trị không thể tưởng tượng được. Giới chóp bu trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cảm thấy kinh hoàng, căng thẳng, nhưng họ chẳng thể làm gì cả. Thái độ chờ đợi ngay cả trong bộ chỉ huy tối cao. Bản thân họ cũng không biết làm gì ngoài cách phòng thủ tại chỗ. Chỉ có một quyết định của chính phủ trong mấy ngày đó là bắt 5 tướng Lâm Quang Thi, Lâm Quang Thơ, Phạm Văn Phú, Nguyễn Đức Thiện và Phạm Quốc Thuần và nhiều đại tá tỉnh trưởng mà Tổng thống Thiệu cho là những người chịu trách nhiệm về thảm họa này. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, từ hôm qua, Sài Gòn là một thành phố đã bị bao vây. Hoàn cảnh đã thay đổi chỉ sau vài tiếng pháo nổ trong đêm rồi mất điện. Tiếp đó là sự di tản vội vã của người Mỹ khỏi Việt Nam. Sáng nay, còn khoảng 940 người Mỹ ở Sài Gòn và nhiều người Việt Nam chạy theo trực thăng. Nó đã gây ra một sự hoảng loạn tinh thần, chạy trốn và làm mau chóng tan rã đất nước này. Bộ Tổng tham mưu, các tướng lĩnh, các sĩ quan cao cấp đã ra đi, đi đâu thì không rõ và đã biến mất. Người ta không biết ai chỉ huy và mọi người chẳng biết gì cả. Người ta không thấy có ai có trách nhiệm ở công sở. Điện thoại reo mà không có ai trả lời. Mất điện đã làm tê liệt mọi hoạt động trong thành phố. Người ta không ngăn cấm được việc đi lại và cướp bóc các nhiệm sở của Mỹ sau khi họ rút đi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trưa ngày 30 tháng 4, quân Bắc Việt Nam đã vào Sài Gòn sau khi tướng Dương Văn Minh xin hạ vũ khí đầu hàng mà không gặp sự chống cự nào. Quân đội Sài Gòn đã biến mất một cách kỳ diệu, bỏ lại xe tăng và xe cộ đầy phố. Một cánh quân Bắc Việt Nam từ phía Biên Hòa tới thuộc đơn vị thiết giáp. Tất cả các xe đều giương cao cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Họ đã tới Dinh Độc Lập giữa sự tò mò của dân chúng hơn là sự lãnh đạo. Chúng tôi đã đứng trong một giờ với trung đoàn 235. Tất cả các binh sĩ đều là người miền Bắc. Rất rõ ràng, họ muốn nói rằng Sài Gòn đã được chiếm qua nhiều trận đấu cùng với sự nổi dậy của quần chúng. Đến 17 giờ đã yên tĩnh trở lại. Những đoàn chiến xa và bộ binh ngồi trên xe tải, đậu dọc phố xá. Đại sứ quán Pháp đã không bị bao vây, người ta không thấy có mất mát gì trong đó. Bức điện đề ngày 15 tháng 6 năm 1975. Trận chiến đấu cuối cùng của quân đội Sài Gòn diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 4 ở ngoại ô. Một toán lính dù ở Tân Sơn Nhất đã nổ súng chặn quân Bắc Việt. Tôi khẳng định rằng ngoài trận này, quân Bắc Việt Nam không phải chiến đấu một trận nào trong thành phố Sài Gòn. Nếu đi lại trong thành phố mà nghe thấy tiếng súng, tiếng tiểu liên, tiếng pháo thì chỉ là đơn phương. Phần lớn các máy bay chiến đấu của quân đội Sài Gòn đã rời các sân bay ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Phú Quốc mang theo phần lớn các binh sĩ.